Dạ vừa nói là cho ta xin cả tàng, cho ta xin cả tàng, cho ta xin cả tàng. Cho ta xin cả tàng, ta không xả bừa, sẽ không xả bừa. Ý xây bà con dịch ra coi. Mà cái miệng là cái miệng hút thuốc nè. Đấy. Cho ta xin cả tàng, cho ta xin cả tàng đấy. Đấy. Kỳ cục thiệt. Có những ngôn ngữ mình không thể mà mãi được. Ngồi trước ống kính, ngồi trước ống kính anh em nó quay lên để mà có cái sự lan tỏa, mà lại đi nói tiếng Campuchia mà không phải cái ngôn ngữ Campuchia, phải quý vị nghe kỹ là không phải. Để quay lại cái sự việc của Ben quý vị nghe. Sân si mà nghi làm lung lay việc tu học bát chánh đạo, tứ niệm xứ tu đà hoàng, tứ chánh cần tứ diệu đế, chớ gì cội nguồn xứ sở tây thiên cực lạc, không xa đó địa ngục ngạ quỷ, không xa đó địa ngục ngạ quỷ, không tái sanh kiếp, không tái sanh lão sanh lão bệnh tử đó. Ý gia ni sanh ta bia khu khu hoa y sanh ta. Sao sao giống giống thấy tôn giống tôn ngọc không quá vậy à? Qua tiếng tàu à? Không, nhưng mà cái nghe là mấy ông nội đây, mấy ông nội đâu còn nói câu chèn vô cái nói tiếng tàu quá vậy. Ủa ông ngủ không cái chứ ông tờ thiên ấy, ông sinh bên Trung Quốc hả? À, các tiếng tàu. Nó thậm chí những có những cái anh quay lên này anh cũng không hiểu. Đấy, nó có tiếng tàu luôn quý vị, ghê chứ. Đấy, cứ nghĩ là Tôn Ngộ Không là xuất phát từ Trung Quốc. Đấy, có tiếng tàu đấy. Đấy, bà con nghe rõ nè, có tiếng tàu luôn mới lạ chứ. Tính Tôn Ngộ Không. Dạ. Địa ngục ngạ quỷ không tái sanh kiếp, nếu sanh lão bệnh tử đó. Đấy, cái từ khước khừa, khước khừa đó, khước khừa, hảo hảo, hảo hảo, hảo hảo. Bà con xem mấy cái phim mà phim Trung Quốc á, cái hảo 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 bưng cái gì lên mà hảo 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 là ngon rồi đó, hảo hảo hảo. Mà tôi nhớ nói đây nhớ tới mì hảo hảo, cái hảo hảo cửa cửa cửa. Sao sao giống thấy tôn giống tôn một không quá vậy à? Có tiếng tàu à? Đã có tiếng tàu luôn không? Mấy anh quay này anh cũng nghĩ là chắc có ngủ không thiệt quý vị, cũng linh lắm mà nghe. Mà cái nghe là rất là giống ngày tôi ngủ không là phải không ạ? Nó nói miết nó rát cái giọng quý vị, nó nói mà nó ra cái giọng éo 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 á, nó rát cái giọng đó, đến lúc là cái nó nói mà nó phải khạc ra. Cho cái này nhớ cái câu chuyện ngày xưa á. Ngày xưa lúc nhỏ tôi nghe cái câu chuyện của ông bà kể lại đó, là cái như là xui gia mà tới với nhau là mang chắc chơi nhau đó, là cái ăn mía mà nuốt luôn cả cái sắc mía nè. Đấy, bắt đầu là nuốt mà rác cổ quá, thấy không, rác cổ nuốt mà có cái xuống hay không, những cái mà nó rác nó dính trên cái cổ nè, bắt đầu là anh nói những câu từ mà phải là để mà anh khạc ra được cái đấy. Giống như là nhà tôi kể như là lột tanh nhưng mà không có cục lạc á. Cái từ lạc á, cái lạc là cái dây buộc của gì, mà cái từ lạc bắt đầu phải nói cho nó nặng, nó khạc ra được cái rắc mía đó. Đấy, và con này nó có một vậy, con ve này nó y xì vậy quý vị. Đấy, nó nói đó, nó nói mục đích của nó là cái như lúc mà cái cười mà khạc 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 đó là cái như đang khan cổ, đang rắc cổ. Đấy, nó nói để mà cái như nó cười hé hé khạc 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 xíu đó, y xì đó. Không ngờ không. Dạ. Ta không phải là đại thánh Tôn Ngộ Không. Mà sao lại thè giống ngài quá. Đại thánh đồ hộ cho ta để ta có sức khỏe để đầu đội chân đạt đất tu khổ hành đó. Vì thế có hết nha. Đây là tôi hỏi quý vị có gì đó mê tín hay không. Để nó đại thánh là hỗ độ cho nó để nó đi cái đầu đội trần chân đạp đất để phổ độ chúng sanh quý vị. Mà từ lúc đó, từ lúc mà nó đầu đậu trần chân đạp đất là bây giờ nó phố độ nó miết rồi, bây giờ nó phải là cái như đầu đội mũ bảo hiểm, chân mang giày cao gót mà không đi bộ nữa mà đi bằng xe Vision đó, mà dùng bây giờ là cái như nó phải dùng điện thoại iPhone 14 để nó bắt cái tầng âm dương mới được quý vị. Con này bây giờ nó tu đạt cái gọi là, tôi nói là bây giờ gọi là cái như là cửu âm chân kinh đã đạt tầng thứ 9 rồi, cho nên bây giờ là ma chắc là nó banh chành thôi đấy. Bây giờ hết bài diễn rồi, bây giờ phải là có những cái chiêu trò mới.
đấy thì mới được cái sự quan tâm đến người khác. Bây giờ diễn đây đã quen rồi, là bị người ta chửi miết, là bây giờ có một bài pháp á, mà đi gặp ai cũng nói một bài rất thuộc lòng, thậm chí những khán giả chỉ cần nó mở miệng ra nói là người ta đập trước luôn, mà người ta thuộc lòng vào đó luôn đấy. Thì bây giờ có những cái điệu gọi là đi điệu uống múa dẻo đấy, điệu uống múa dẻo trong cái thức phim này luôn. Nó cũng hỏi những anh em YouTube á, bây giờ như mà ta hành kinh thế này là công an có bắt ta hay không, bây giờ ta như thế này rồi công an có làm gì ta hay không. Anh em YouTube nó là cái như là đừng bao giờ mà vô đám đông là được hết, là nó dạy là công an không bắt ta đúng không đấy. Tôi không có gì, nó đã có cái sự tính toán trước rồi, nó cũng sợ công an. Tất cả trong clip này thể hiện hết cho bà con thấy luôn à. Chứ cái gì nói cái sách marketing bà con mới tin, chứ còn thật sự ra thì có nhiều người mà cái như họ nói à, mình nói không có một chứng cứ thì nó cũng dở đúng không ạ, nói phải cái sách marketing. Chứ không phải như cái cô kia mà cái vô bu salam cho tôi xin cặp tàng, cho tôi xin cặp tàng, cho tôi xin cặp tàng đấy, một loạt đấy, không ai hiểu bà nói gì trơn. Bà con cho Lan ăn Sài Gòn xin một like cho quý vị, chắc là làm miếng nước để nó khô cổ quá. Chứ mình bu theo con ve nó cái là cái cũng giảm thọ lắm ạ. Cũng là cứ học cái mấy tiếng theo nó đó. Cứ là uống khà khà mà chắc là nó nhắc tôi uống trà. Cũng tội là nó sợ mình khát nước, sợ mình khô cổ. Cho những câu nó là uống khà khà là cái uống trà vô nó ý lăng thang Sài Gòn uống trà vô đỡ cái sức nó tiếp. Cảm ơn quen. Còn cái như là nó cảm ơn Phi Thức Ăn là cảm ơn Phật nhỏ ơi. Chánh đường cho ta đi, vì một bước ta đi là có Phật A Di Đà hướng thiện tự tại Bồ Tát cứu thoát các pháp muôn loài chúng sanh, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài Địa Tạng Vương. Bây giờ một bước con ven đi là nhiều người mà phổ độ lắm, nhiều người mà hướng đi lắm quý vị. Ven cỡ đó mới gọi là ven. Chứ còn ven mà nó thật sự ven mà cái như đi mà cái như là không có công an hộ tống chứ không phải là ven đâu. Chứ ăn là dài bữa nữa, ven đi đó là phải có là hai anh hai chị phải hộ tống ven mới được à, mới chịu à. Chứ còn bây giờ một mình ven là ven không chịu đi đâu. Đấy. Giờ coi như nếu mà một mình ven đảm bảo quý vị là ven không chịu đi. Mà dài bữa đỡ ven đi ấy, là phải là có hai cô công an kể như đi hộ tống. Tôi đảm bảo quý vị cái sự việc này mà nổ ra biết là công an phải vô cuộc thôi. Đấy. Bây giờ đây mang chắc dị đoan máy tính để mà cái như là kêu gọi đồng tiền của ba tánh quá nhiều đi. Đấy. Mà đâu phải là cái như cái này nó không có một hiệu ứng đâu. Nó gây ra một hệ lụy rất lớn. Đấy. Người ta mất đi niềm tin. Mà thậm chí rằng những đứa trẻ mà sau này đó, nó cũng nhìn theo hình ảnh của con ven này. Nó cũng không muốn đi học, nó không muốn đi lao động mà cũng ra giả thần giả thánh để mà trục lợi để kiếm ăn. Đấy cũng là một cái nghề quý vị. Đây cho nên riêng ven này đó phải dập tắt ngay và liền. Bây giờ những em học sinh mà cái như ra hỏi ủa sao nay không đi học, tùy duyên thôi. Nó cũng dùng tùy duyên để nó đáp lại thì thâu thua thật rồi. Bây giờ mà ra thật sự gặp bà bán quán cho con ly cà phê đem về, tùy duyên thâu là ra bà xem bà tìm ra không có một cái hộp nhựa là bà không bán được, là lúc đó không có duyên quá vậy. Có cái hộp nhựa đầu bà đổ đấy mình xách về là có duyên, còn bà tìm hộp nhựa không ra là tùy duyên thâu đấy, ngầu tại chỗ mà uống sao đi được. Tùy duyên hết, nay cái gì cũng tùy duyên hết. Mà anh thầy quân cho tiền nhiều cho ven cũng tùy duyên thâu đấy, nhiều lắm quá vậy. Bồ Tát các bậc A La Hán, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Kỳ Kheo Môn Đệ, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thằng một bước con ven đi là rất nhiều người theo mà ủng hộ hộ tống rồi đó, đảm bảo sắp tới đảm bảo luôn. Một bước ven đi là cả như phải là hai hộ pháp dẫn ven đi và cả như một đám YouTube đi sâu để hộ tống ven mới được à. Đó Samma Sambuddha Namo Tassakavato Nam Ngai Kỳ Kheo Môn Đệ Bạch Đức. Đến giai đoạn đây bây giờ diễn tả không nổi nữa, nhiều quá. Diễn tả không nổi nữa mà nó đang cái đà đấy quý vị, đang cái đà diễn tả. Mà bây giờ anh em YouTube mà cứ theo hỏi miết là bây giờ phải dùng tiếng Busaka thôi. Cứ Busaka, Busalam đấy quý vị. Không thể giải thích được, không thể tả hết được. Đây, đó là một trong những cách mà ven rất thông minh.
đấy, để mà trốn được cái câu trả lời. Mà những anh YouTube thấy trời ơi chị Ven thần thánh đó, bây giờ cái tiếng mà tiếng Phạn mà chị Ven đọc cũng như đúng rồi đấy quý vị, mà tiếng đó không phải tiếng Phạn đấy, tiếng đó là ngôn ngữ của Ven đấy, ngôn ngữ biệt đấy quý vị, gọi là ngôn ngữ biệt, ngôn ngữ của Ven đấy. Sama Sambut Nam Mô Ta Sa Ca Vật Cho Ca Cha Mê Nam Mô Đại Thần Lực Kim Cang Hộ Pháp Cho Đại Thiện Cang Thần Tứ Đại Ta Ti Vì ta ta không thể tiết lộ nhiều đâu được rồi. Vì ta vì ta ta quên rồi, ta không thể tiết lộ được đâu đó, ta quên rồi đó. Vì ta ta quên rồi đó quý vị, đúng là nó quên, cái này nó quên quý vị. Đây nè. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Kỳ Kheo Môn Đệ, Bạch Đức Thế Tôn, Samma Sambut Nam Mô Ta Sa Ca Vật Cho Ca Cha Mê, Nam Mô Đại Thần Lực Kim Cang Hộ Pháp Cho Đại Thiện Cang Thần Tứ Đại Ta Ti, Vì ta, ta không thể tiết lộ nhiều đâu được rồi. Hay là không cái vòng nữa. Tùy duyên hành pháp. Tùy duyên hành pháp anh. Tùy duyên hành pháp. Thiếu chủ vị tha, tùy duyên hành pháp, thiếu chủ vị tha. Anh có gần nghe không? Tùy duyên hành pháp là sao em? Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Đấy, lúc mà giải thích không được là tùy duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ tha. Đấy quý vị. Đấy. Cái kênh Minh Thiện để chăm sóc nó kỹ kỹ xíu chị Thiên Kim, an tâm đi. Thiếu chủ từ bi độ tha. Lúc nào chị cũng như thế này hay là chị sẽ bình thường lại? Sẽ có bình thường chứ. Chị sẽ có bình thường chứ. Sau khi mà men trong người của chị là nó phai đi, là chị uống nước nhiều vô, chị đi tiểu 3 lần là đảm bảo chị tỉnh luôn. Đấy, phải có bình thường. Đấy, lúc mà nhậu vô thì cái như phải say xỉn thế này quý vị mới chịu. Nếu còn lúc mà hết bia hết rượu là nó đưa về cơ thể là trung hòa đâu, thì bình thường lại tháo. Đấy. Lúc nào là chị sẽ bình thường á? Dài 3 tiếng lên một lần. Dài 3 tiếng lên một lần, chứng tỏ sức cũng ghê hè nha. Sức ghê quý vị. Cứ dài 3 tiếng lên một lần. Ghê không? Đấy, ai đâu bằng vết. Ven là muốn lên là ven lên, muốn lên là ven gọi là lên ngay đó quý vị. Cứ dài 3 tiếng là vừa lên một lần đó. Cho nên ven là không phải dạng vừa đâu, tôi nói rồi, ngay từ đầu tôi nói rồi, riêng ai á, chứ còn riêng ven là không phải dạng vừa. Cứ thích lên là dài 3 tiếng là lên một lần. Cho cái này tôi đảm bảo quý vị, những cái fan mà bên kia đó nghe những vấn đề này là họ gì, họ cứ gắt tay trắng, họ suy nghĩ này. Trời ơi, sao khi nay mà ta ngu dữ mà để con Ven nó lừa. Sao khi nay mà con Ven nó lừa mà cái như nó lừa quá trời quá đất, bây giờ mới ngộ ra. Đấy. Tôi nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà nó đi như cái dạng cái con khỉ mắt phong đấy, mà nó nói là cái dáng đi của Phật. Đấy, tôi hỏi quý vị, cái điều đó không thấy là nó có sự lừa gạt đâu. Cái dáng đi của Phật là không phải như con Ven. Mà nó con Ven nó đi kiểu ri mà nó còn ma mị, mà bà con vẫn nhảy mà tiếng sái cổ luôn. Điều đó là điều ma mị quý vị. Đúng rồi, bình thường ta nói giọng không giống như gì đâu. Đấy, bình thường nói không giống giọng thấy không? Đấy. Mà lúc đây lúc bình thường, lúc đây chưa lên căng. Bình thường có giọng gái á. Ừ, hồi nãy lúc mà chị được các ngày bị kinh căng dựa vào á thì nói rất là lạ. Giờ em có thể nói chuyện với lại các ngài Kim Cang, hay là được các ngài Kim Cang có thể dựa vào chị một lần nữa để mà nghe được những cái lời hay ý ngọc của mà ngài hay vị Kim Cang đây không? Nói gì thế không? Ven á, mà bây giờ phải lên căng lên đồng là phải là nhờ mấy YouTube gọi lên. Đấy, mấy anh YouTube cần yêu cầu là ven lên thâu. Đấy, chỉ cần yêu cầu là ven lên thâu. Không cần phải là cái như là lên đồng lên bóng mà như mấy chỗ khác mà cái như gọi là thắp nhang thắp khói rồi quỳ lạy, đúng không vậy? Cầu mấy chỗ khác là gọi là phải cầu mới lên, còn chỗ này chỉ cần là những anh YouTube cần là ven lên thôi, chỉ cần hỏi tới là ven lên thôi. Muốn lên lúc nào cũng được, chỉ cần là uống vô một ly nước thay đổi là cái giọng nói là ven lên thôi. Đấy, giống như nãy tôi nói cũng khang cổ cho tôi uống cái nước quý vị, bà con cho Lan Thăng còn xin một like cho quý vị nha.
đại giúp cho lang thang gọi lên khoảng 500 like là cái clip này là ok đấy. Nó bay tới là cái như là qua tới tới Úc là gặp cái cô Việt Kiều bữa trước luôn đấy quý vị. Dạ. Đây chút đi. Nhưng ông giờ ta chỉ được một chút thôi. Dạ. Đây, nó biết trước luôn. YouTube mà gọi bảo dựa vô đó thì nó biết trước luôn là ông chỉ dựa ta được một chút thôi. Được không? Chỉ dựa ta một chút thôi, không thể dựa nhiều được, vì dựa nhiều là hết ngôn ngữ để nói rồi. Ta thuộc nhiêu đó thôi. Câu ta đặt khoảng là một phút trở lại thôi, không nhiều được. À. Kiểu đó quý vị. Cho nên là nếu mà bây giờ muốn nhập thêm cũng không có. Tới đó là tới đó. Mà trước khi đó, trước khi đi nhập vô là ven phải là đi tiểu, rồi ven phải uống nước đây nè. Đây là cái cách là cái như là bà con xem lại nha. Chỉ nhập khoảng một phút thôi, hơn một phút là ta không còn bài để ta nói đâu. Đấy, vì cái bài đó, cái câu đó là trong vòng khoảng một phút thôi quý vị. Mà bây giờ khoảng phút mốt là bú tu làm bú salam bú salam bú salua đấy quý vị. Đấy, câu đó đó nó đập mà quá một phút á, mà anh em còn hỏi nữa là những câu gọi là bu salam là tung ra, bu salam xin gạt tàng, bu salam xin gạt tàng đấy là tung ra đấy. Để ta chút đi, nhưng ông giờ ta chỉ được một chút thôi. Dạ. Chỉ được hai phút thôi. Dạ. Chỉ là dành cho em diễn kiến hai vị một tí. Hai vị này. Bà con nghe đoạn này nha, nghe đoạn đây là bắt đầu nó vô nó uống nước. Là có cái tiếng động của cái ca nhựa đấy, uống xong là để xuống cái thềm đó quý vị, là có nghe cái tiếng của ca nhựa luôn. Đoạn đây là nó khúc bên trong anh em không quay được, nhưng cái âm thanh ta đoán là cái đây là cái tiếng của ca nhựa, cái ly đó quý vị, bà con nghe rõ nè. Không có hai vị này được thì đã nghe, bà con nghe nói khan cổ bắt đầu bây giờ phải vô uống nước, bà con nghe rõ rồi. Đấy, vạch lá tìm sâu là môi cỡ đó đó, mặt mây minh thiện rồi nó còn quê nó còn buông, chứ còn không minh thiện nó bu theo cái như là sắc đấy con ven luôn đó quý vị. Tôi nói tôi không môi thâu, tôi môi là minh thiện, không còn cái nào mà để cái như là bu bám con ven nữa. Nó thực sự môi con ven là để đánh vô trong cái bắn mặt thằng minh thiện đó, để cho nó hiểu là nó làm sai. Cái này mình đánh về cái ngôn ngữ, đánh về trên những thước phim mà thực tế, để minh thiện nó tính cái đầu ra. Nó phải dùng cái tâm của nó đó đi làm thiện, chứ không thể nó dùng bằng ánh mắt. Người ta nói là cái ông bà xưa nói một câu là cái hữu nhãn vô châu đó quý vị. Có mắt như mù, không thấy, nhìn thôi chứ không thấy. Đấy. Bà con nghe rõ đoạn đây nè. Ven là vô uống nước đã thay đổi lại cái giọng nói. Bà con nghe cái tiếng ca nha, cái tiếng cổ ly mà đỡ xuống cái cạch dưới đó, nghe là rất rõ. Hai vị này thì được. Đã nghe quý vị, bà con nghe cho xin số 1 với cho một like nha. Cái tiếng cái ly ấy, ly mà để xuống cái ấy nè, đó nè, cái chỗ đây là cái nơi để cái cờ bếp để nấu ăn, sâu bên trong là cái như nó để cái bình nước bên trong đó. Đấy, là nó uống xong bắt đầu là nó để kịch xuống dưới nè. Trên mấy cái đây nè, nghe cái rõ. Nghe rõ rồi mới ra chứng minh rồi, như mà cái như là minh thiện nó mới ấy, nó mới nể. Chứ còn nó thật sự minh thiện cái miệng của nó nói mà nó không hiểu nói gì luôn. Nó nói là bây giờ đi quay những hoàn cảnh xa mới là có mạnh thì quân giúp. Còn những hoàn cảnh gần, vì sao? Những hoàn cảnh gần, những hoàn cảnh không thật, sợ hàng xóm tố giác cái gì. Cho nên quay những hoàn cảnh xa, hàng xóm không biết minh thiện là ai, không tố giác được, đúng không? Trời ơi, tôi còn lạ gì mấy cha, để mấy cha ơi, mấy cha xuống tuồng đi mấy cha, tầm lâu quá đi. Những cái thước phim mà Phi Thân Ân nó đưa ra rất rõ ràng là con ven nó đang cổ xí cho cái như là Phi Thân Ân với là Nhàn Bùi, mà đã hợp tác nhau để xây cho nó một cái am cái miếu mà lại không nghe. Ủa mày có điếc không em Minh Thiện hả? Cái đó không phải kêu gọi là gì? Rồi mày nói không kêu gọi, thế mày nhận tiền người ta làm chi, đúng không? Mày nhận tiền người ta mà trao cho con ven là đó là một cái kết quả của một quá trình. Đấy là cái kết quả của một quá trình, chứ không phải là một cái quá trình kêu gọi nữa. Mà đã đạt được một cái người ta gọi là kết quả của một quá trình, thì mày hiểu cái từ kết quả của một quá trình hay không?
đấy, mày nhận tiền của người ta mà trao cho con Ven là mày đã đạt đến một cái kết quả rồi, đó là có nhận tiền và có trao đó. Thì tao hỏi mày ngược lại một cái vấn đề, tao hỏi ngược lại một xíu, mày không kêu gọi thế mày nhận tiền của người ta để làm gì hả? Mày nói mày không kêu gọi thế mày nhận tiền của người ta để làm gì? Mày có sự ma mị, nhưng mà nói thật sự riêng Minh Thiện mà lên có những cái biện hộ phán biện như thế là sai, không đúng, không phù hợp. Đấy, đây là một cái kết quả của một quá trình anh đã đạt được và anh đã hoàn thành đó, mà bây giờ nó chờ tôi có kêu gọi đâu, ai cho thì tôi nhận thôi chứ kêu gọi đâu. Thế thì thôi, mày không kêu gọi người ta cho mà đừng nhận thì nó hay đến chừng nào, đúng không? Đừng bao giờ Minh Thiện tới người ta gọi là cái như bay lách luật, bay lách luật bay kêu gọi, nhưng mà trừ khi hành động của bay ấy, nó chưa thể hiện trên những cái clip, chứ nó đã thể hiện trên cái clip rồi thì đấy là một trong những cái là bay dính rồi đấy. Kêu gọi như kêu gọi nhà con Ven đất cò bay thẳng cánh mà đứng ra kêu gọi, đúng rồi, bây giờ đụng chuyện tôi không kêu gọi, ai thương cho tôi nhận. Ủa, người ta cho mà mày đừng nhận á, lúc đấy mày mới gọi là một kênh YouTube để đi quay, để đi chơi cho vui thôi đấy. Thế còn người ta cho vẫn nhận, đúng rồi, mà mất chi mà cái giờ lên cộng đồng mạng cãi làm chi, đúng không? Đấy, bà con nghe rõ đoạn này, nghe rõ một cái cạch nữa phát là cái như là cái đầu chuyển sang chỗ chỗ Ven có những cái diễn biến mới. Này được thì được. Đấy. Giờ ta lấy cái cây nè. Cây để ta tìm lấy cho. Dạ. À bây giờ. Nãy giờ Ven đi lấy cái cây. Bà con để ý kỹ cho tôi cái cây nha. Để ý kỹ cho tôi cái cây của Ven. Đợt xíu nữa tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy là con Ven nó có sự luyện tập trước khi mà gặp YouTube, nhất là gặp cả T. Bà con để ý cho tôi là liên quan đến cái cây gậy mà tôi gọi là cái cây gậy thần thánh của Ven đấy. Có cây gậy đấy mới lấy được tiền Mạnh Thường Quân trong những ngày vừa qua quý vị, cây gậy thần thánh đấy. Bà con chú ý cho tôi cái cây đấy, chú ý cái cây gậy là được rồi. Còn tất cả những cái xíu tôi sẽ phân tích chỉ dẫn ra hết cho bà con thấy luôn. Đây cái cây nè quý vị. Đây. Chung là trước khi hành canh phải uống mình. Đó, ý xì. Đó, bà con coi nè. Đây. Mới đi tiểu ra là uống ly nước vô, ra tìm cái cây. Chứ tao nói là nó ngồi một đoạn nữa mà nó uống cái đó là uống cái đó, tao nghĩ là cái như cũng đái trên cái niệm rồi, đúng không? Có tính toán hết rồi tất cả quý vị, là từng thức phim là có con Ven này nó cũng dạng không phải dạng vừa đâu. Đấy, bà con xem nha. Đó là cái cây nha, cái cây. Rồi xíu nữa con Ven nó nói rồi tôi sẽ chứng minh cho bà quý vị cái đoạn đó. Đấy. Đây là có lại nha, lần đầu tiên là đặt cả tê là vẫn còn có lại đó. Thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, hoàng hài tướng tốt 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trưởng phong. Bà con có để ý nha, cái cây đây á, cái cây mà lúc gặp cảnh tê đó, bà con nhìn cái đầu cây, nhìn cái đầu cây với cái chiều cao của cây là nó bằng người của con Ven đúng không? Cái bài người con Ven đâu để xíu nữa có trò hay cho quý vị thấy. Là như lời thầy trời người chơi sắc chơi thọ sắc hành tướng thiệt thọ tướng định đi sâu chính định học pháp giáo. Cái đoạn này tôi qua xíu nha quý vị, để lướt qua xíu đi. Đại bi A Di Đà Phật, hào quang chiếu sáng các pháp tam thiên đại thiên, không tái sanh kiếp nẻo sanh lão tử, ắt thì có sanh, ắt thì có diệt, quý diệt bởi sát sanh hại mạng, tà dâm ô uế dục vọng tham sân si mạng, tà dâm ô uế dục
giận tham sân si. Con ven nó lãnh đủ luôn. Chi con ven có. Chi con ven có. Tà dâm u quế dục vọng tham sân si. Gánh hết vô mình con ven rồi. Đấy, mấy đó nó nhập hết cho mình con ven rồi quý vị. Chi ven cũng dính vô hết á. Cái ven không thể mặc mãi được. Bây giờ cái này là cái ven nặng nhất. Đấy. Tà dâm sân si. Đấy. Lão hình tử ác thì có sân, ác thì có nghiệp, quý nghiệp bởi sắc, sân hại mạng, tà dâm ô uế dục vọng. Tà dâm ô uế dục vọng tham sân si mạng nghi. Nói một đoạn là bắt đầu là cái mặt nó đỏ gây, là cái cổ vậy, cái khang cổ rồi quá vậy. Đấy, tà dâm sân si tham mạng nghi đó là cái ven là nó học thuộc lòng. Đấy. Tham sân si mạng nghi, hãy buông bỏ cái bản ngã tham sân si mạng nghi. Vì tham sân si, hãy buông bỏ cái bản ngã tham sân si mạng nghi. Vì tham sân si mạng nghi là ta lấy hết rồi, có đâu nữa mà chúng sanh lấy. Bây giờ là ta tham quá rồi, nhà bây giờ phải cất hai cái lên đó. Thì tất cả tham sân si mạng nghi bây giờ là ven ôm hết rồi quý vị. Cho nên là chúng sanh chúng ta không có còn cái gì để mà nó lấy hết. Đưa vào mơ đào tà không ra tà, chánh không ra chánh. Nào quý vị xem là đây là như là phim kiếm hiệp. Như phim kiếm hiệp mà lúc mà vẫn có wow, đó con nghe ý gì quý vị đó. Đưa vào mơ đào tà không ra tà, chánh không ra chánh. Oh. Này quý vị không? Lòng ô xuống rồi. Hả? Ý sĩ. Chánh không đò chánh. Đó, được rồi á. Đấy bây giờ nè. Cái bài đã có 2 phút, chưa được 2 phút, 1 phút mấy giây đó. Mà bảo là bây giờ ông này ông nhập 5 phút bài đâu nữa nói. Cái câu nó thuộc lòng khoảng là hơn 1 phút thôi. Mà bây giờ bảo nó nói phút thứ 5 tôi đảm bảo quý vị bây giờ nó cứng bút chứ sao nói được. Không thể nói được. Đó. Vì cái nói nó, cái bài nó phải dài dài xíu nữa rồi mới nói. Còn không là bây giờ bất cái nói là toàn là tiếng là cái như là Bu-xê-lam bán đồ dạo thôi. Bu-xê-lam bán đồ dạo. Bu-xê-lam xin gật tàng bán đồ dạo. Bu-xê-lam xin gật tàng bán đồ dạo mà nói nhanh quý vị dịch ra. Đấy được rồi, ông ta vô, ông ta là vô ta không được lâu. Đấy quý vị, muốn vô là vô, muốn ra là ra. Chung gọi là giống như một cái nhà mà vô chủ à, ra vô là không cần xin phép bất kỳ ai à, vô là vô, ra là ra. Mà bây giờ là cái thời điểm đây đó, thời điểm đây là cái như là còn vô còn ra nha. Nhưng nhận thức thêm sâu á là ven là không cho vô ra nữa. Mà chỉ cần vô rồi bắt đầu ven là nhét chứ lỗ rúng á. Vô là ven nhét chứ lỗ rúng thôi. Đấy. Cho nên không còn đường ra quý vị. Đấy, không còn đường ra, cái là vô phát là cả như là ven đẩy xuống lỗ rúng nào. Đấy, nói xong rồi đấy. Giống như là một diễn viên hát. Lên nói cho đã rồi lúc mà hết tầm tài diễn đó. Vô sâu rèm. Đấy, còn bây giờ ven nó cho lên nói cho đã đi, hết nói đó, xuống lỗ rúng nào. Đấy. Là cái bài thế quý vị. Bây giờ còn vô ra bình thường. Cái dài bữa là ven khống chế lại vô phát ôm phát là ra như xong nhát rồi đúng. Đã, cách rung ra. Đã, có hết tất cả cái âm cái. Đã. Mà giờ cái vấn đề đây là cái đoạn đây là cái cũng có một trong những cái mà đáng chú ý để bà con ta đã theo dõi. Tại vì bán gì thì không nào có tất cả không? Không ai cũng bắt không? Không thấy. Bà con nghe rõ không đây nha? Ôi, không mà có tóm cả thì không biết là bị hành căn như vậy đi. Đấy, công an có bắt ta đi không? Ta hành căn tới đây là công an có bắt ta đi không? Không phải vậy, công an có tóm ta đi không? Nữa.